Chào bạn, tôi là Dương Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang sự trực tuyến codashop24h.com. Trong video ngày hôm nay thì Văn Đức sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đó là Kaolin Qigong Hàn Quốc có tốt cho người bệnh tiểu đường hay không. Và đây là sản phẩm Kaolin Qigong Hàn Quốc của chúng ta. Như bạn cũng biết, bệnh tiểu đường ngày nay không còn quá xa lạ với chúng ta, không những khá phổ biến mà những bệnh nhân mắc bệnh này cũng ngày nay cũng tăng lên một cách rõ rệt. Ngoại trừ cái yếu tố từ gen di truyền thì những yếu tố khác từ thói quen ăn uống, sinh hoạt hay môi trường cũng khiến ta vô tình mắc bệnh. Bệnh tiểu đường thì để lại những biến chứng vô cùng nguy hiểm cho người bệnh như có thể gây mù lòa, tàn phế, đột quỵ, thậm chí dẫn đến tử vong. Chính vì vậy cần phải có những phương pháp hỗ trợ điều trị để bệnh nhân có thể thoải mái hơn trong học tập, làm việc cũng như hòa nhập với cộng đồng. Bệnh tiểu đường ngày nay đang là một trong số những bệnh lý vô cùng nguy hiểm bởi vì nó phát triển một cách thầm lặng, âm ỉ. Chỉ đến khi người bệnh có những biểu hiện ra bên ngoài thì mới phát hiện ra, nhưng khi đó bệnh rất là nặng dẫn đến khó khăn trong việc hỗ trợ điều trị. Từ đó gây ra những cái hệ lụy cũng như những cái biến chứng có thể dẫn đến tử vong nếu như không có phương pháp hỗ trợ điều trị kịp thời. Nhưng rất may mắn, các nghiên cứu mới đây của các chuyên gia đã chỉ ra rằng Kaolin Qigong Hàn Quốc có tác dụng rất tốt đối với căn bệnh này, bởi vì trong Kaolin Qigong Hàn Quốc có thành phần polysaccharide giúp làm giảm lượng đường trong máu xuống một cách rõ rệt, giúp lượng đường trong máu ổn định không tăng cao, từ đó làm giảm những cái bệnh lý liên quan cũng như là làm giảm những triệu chứng mà bệnh tiểu đường gây ra cho bệnh nhân, như là tình trạng cao huyết áp, tình trạng lở loét, đột quỵ, suy giảm chức năng sinh dục nam, vân vân, từ đó tăng cường cái tình trạng sức khỏe chung của người bệnh. Ngoài ra, trong Kaolin Qigong Hàn Quốc còn có thành phần polysaccharide giúp khôi phục tế bào tiểu đảo tuyến tụy, từ đó giúp thúc đẩy quá trình tiết insulin. Đồng thời, Kaolin Qigong Hàn Quốc còn giúp bảo vệ các tế bào beta tuyến tụy khỏi các gốc tự do gây ra bởi allosan. Như vậy, theo những nghiên cứu khoa học cũng như khảo sát thử nghiệm được công bố thì Kaolin Qigong Hàn Quốc có tác dụng rất tốt đối với bệnh tiểu đường, giúp thúc đẩy quá trình tiết insulin, đồng thời tăng cường sức đề kháng của cơ thể người bệnh. Đó là lý do vì sao Văn Đức nói là Kaolin Qigong Hàn Quốc rất phù hợp đối với những người bệnh tiểu đường. Để biết thêm thông tin về Kaolin Qigong Hàn Quốc hoặc đặt mua sản phẩm, mời bạn truy cập trang web codashop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video. Bạn hãy để lại số điện thoại trong phần comment để chúng tôi có thể gọi lại tư vấn cho bạn, hoặc bạn có thể chat Zalo, gọi điện trực tiếp theo số điện thoại 0976148590 để được hỗ trợ và mua hàng trực tiếp. Cuối cùng, xin chúc bạn cùng gia đình luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.